những thửa ruộng trồng rau màu đang trong giai đoạn canh tác, nhưng bị thiệt hại gần như hoàn toàn do mưa lớn nhiều ngày qua. Một số vùng lại vẫn phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản ổn định, mà cụ thể là cây thanh long ở Hải Phòng. Sản xuất an toàn trước điều kiện thời tiết hay đòi hỏi của thị trường luôn là bài toán khó với nhiều bà con nông dân và rất cần sự đầu tư quan tâm một cách bài bản và có tầm nhìn với các địa phương để bà con có thể yên tâm sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững. Cánh đồng xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là thời điểm theo thông lệ, bà con sẽ trồng rau và chuẩn bị cho thu hoạch các loại rau ăn lá. Nhưng cả cánh đồng hơn 200 hectare, hầu như vẫn không có rau xanh để bán. Chủ yếu là diện tích canh tác ngô và một ít giàn mướp còn sót lại. Đó là hệ quả của việc các cánh đồng trồng rau tại đây đã bị ngập nước gần một tuần sau đợt mưa lớn của cơn bão số 2 vừa qua. Vừa rồi là cái trận mưa bão lụt úng của ngày 18 và 19 vừa qua đã làm ngập ảnh hưởng đến rất lớn đến khu vực của địa bàn xã Minh Tân cũng như là ở 200 hecta và 2 hecta ở địa bàn thôn Tân Tiến này. Thì tôi cũng mong muốn là đề nghị làm sao cấp trên có cái sớm hỗ trợ và cho bà con. Theo bà con nông dân và các thành viên hợp tác xã sản xuất rau ở xã Minh Tân, tại địa phương, việc sản xuất rau màu đã có truyền thống từ lâu năm, với diện tích canh tác thường xuyên trên 200 hectare. Mỗi ngày có thể cung cấp từ 30 đến 40 tấn rau các loại ra thị trường. Nhưng nay, khi cánh đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lượng rau cung cấp đã không đủ duy trì 1 tấn một ngày ra thị trường. Đối với cái thời gian vừa qua thì gặp cái cơn bão số 2 thì Minh Tân chúng tôi thiệt hại khoảng tầm 230 hecta cây rau màu và cây lúa. Đến nay thì thiệt hại 100%. Đấy. Thế và đối với tình trạng như trên rồi thì anh em trong Đảng ủy ban xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động người dân để khắc phục các hậu quả sau cái trận cơn bão số 2. Cho đến giờ phút này thì mọi người dân cũng đã ổn định cái việc mà khắc phục lại cái diện tích đất ngập úng và cây ngập úng. Về lúa thì hiện nay đã bị ngập úng khoảng tầm 70-80 ha, lúa nó ngập sâu, thu hoạch khoảng được khoảng 30%. Thì chúng tôi cũng đang hướng dẫn người dân là các cách chăm sóc và tái sử dụng cái diện tích mà đã ngập úng. Nếu mà diện tích lúa bị ngập úng hoàn toàn và mất trắng thì chúng tôi sẽ cho lại lúa, cấy lúa và nuôi cá. Với những nông dân như ông Thanh, vụ rau này thường kéo dài khoảng 30 đến 45 ngày. Chủ yếu bà con trồng rau ăn lá, còn lại bà con trồng ngô. Bởi đây là vùng đất trũng nên canh tác rau dễ bị rủi ro về ngập úng. Nhưng từ năm 2018 tới nay, đây là đợt ngập úng gây thiệt hại lớn nhất cho bà con. Dù có rủi ro, nhưng bà con vẫn trung thành với việc sản xuất an toàn để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho sức khỏe của chính mình. Chuyên vùng rau an toàn sản xuất theo đa canh của xã Minh Tân ý. Thì là chuyên về cái mùa này thì rau ăn lá và các loại cà rồi mướp bí vân vân và các loại khác, nhưng mà từ mùa của từ tháng 8 đến tháng 10 là mùa đông thu đông thì mới chủ yếu là sản xuất về rau su hào, bắp cải, cà chua và các loại rau màu khác. Đấy là của hợp tác xã cũng đã vận động bà con làm sao để tuyên truyền sản xuất theo đúng coi như là phun thuốc này và phân bón thực vật làm sao đúng theo coi như quy hoạch của rau an toàn và rau sạch của thành phố đã đề ra. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Minh Tân là một trong những địa phương đã tập trung vào sản xuất các loại rau ăn lá, rau củ và rau ăn quả. Nhưng do địa bàn nằm gần các con sông lớn hay bị ngập úng, nên việc chủ động tiêu úng trong mùa mưa đang là vấn đề nan giải với địa phương này. Điều này ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại cây trồng phù hợp hơn, bởi đây là vùng đất cát pha, ven sông, thuận cho canh tác các loại rau. Nhưng điều kiện tưới tiêu không chủ động khiến việc canh tác dễ bị rủi ro. Trong để đảm bảo cái công tác tiêu thoát nước, tiêu úng trong thời gian tới và những năm tiếp theo, thì tôi đề nghị thứ nhất là về huyện quan tâm hỗ trợ đầu tư thêm một số cái hệ thống cải tạo hệ thống kênh mương, nội đồng
để làm sao đảm bảo công tác thoát nước. Đề nghị xí nghiệp thủy lợi và công ty khai thác công trình thủy lợi là sẽ tập trung hỗ trợ thêm các cái diện tích, các cái máy bơm. Vì thời gian vừa qua báo cáo là cái hệ thống máy bơm của tôi không tiêm thoát được. Lý do là máy thì công suất thì nhỏ, không đảm bảo tiêu, và diện tích lớn của chúng tôi là toàn bộ vùng rau như vậy. Cái thứ hai nữa, đề nghị với thành phố là hỗ trợ cải tạo, nâng cấp kè mái kết hợp giao thông tuyến đê sông Bút. Đấy, vì cái tuyến này tuyến trọng điểm. Thứ hai nữa là cái đoạn đê sông Bút này thì ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà nước khi mà ảnh hưởng đến mưa lớn mà tràn. Hơn 2 hecta trồng dưa vàng trong nhà màng của gia đình anh Thức. Trong đó có khoảng hơn 1.000 mét vuông dưa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Để sản xuất dưa vàng có chất lượng và đạt trọng lượng quả tương đối đồng đều như thế này, gia đình anh đã đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đặc biệt là việc xử lý nguồn nước tưới tự động và kiểm tra tình hình dịch bệnh. Ở hiện tại thì chúng tôi đang trồng một số giống dưa của Việt Nam, ví dụ như là giống TL3 và một số giống dưa ngoại của công ty Dích Oan, hoặc là một số giống dưa khác nữa, như hiện tại đây đang là giống Hami của Trung Quốc. Ngoài ra thì chúng tôi trồng giống dưa chuột Maya của giống của công ty Nuvi của Israel. Mô hình sản xuất dưa vàng theo hướng công nghệ cao tại đây là một trong những mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Để sản xuất thành công những lứa dưa như thế này, anh Thức đã được các cán bộ khuyến nông thường xuyên tới tận vườn để hướng dẫn, phát hiện những biểu hiện bất thường của cây dưa, để từ đó có phương án xử lý các rủi ro một cách kịp thời, đảm bảo sản xuất ra quả dưa vừa có chất lượng, vừa đạt các tiêu chí an toàn. Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng được nhà nước hỗ trợ một phần. Xã thì là hỗ trợ về công, về kỹ thuật, ví dụ như cán bộ khuyến nông chúng tôi thì cũng phải thường xuyên xuống thăm các cái nhà lưới và hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật. Nếu như nhà có, tất nhiên là hầu hết là các cái nhà lưới ở đây là người ta cũng có cái kỹ thuật rất là tốt rồi, nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉ đạo thêm về các cái thời vụ và các cái kỹ thuật của chuyên môn để cho đảm bảo các cái quy trình kỹ thuật cho các hộ. Chúng tôi cũng đang định hướng là những cái sản phẩm đầu ra của chúng tôi thì tập trung lớn vẫn là ở thị trường Hà Nội, thì phục vụ cho cái nhu cầu ngày rằm ngày lễ và phục vụ cho cái nhu cầu những ngày nghỉ lễ của bà con và cái nhu cầu hàng ngày. Thì hiện tại chúng tôi chủ yếu tập trung cung cấp vào những ngày lễ trong năm, lựa thời tiết, lựa thời vụ để chúng tôi xuống giống để làm sao phù hợp với lại những cái ngày lễ trong năm của cái thị trường Hà Nội. Sản xuất an toàn, tạo ra sản phẩm có chất lượng, nhưng việc xây dựng thương hiệu và tìm thị trường tiêu thụ vẫn còn là vấn đề với cả bà con sản xuất và chính quyền xã Bảo Đài. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã này, thì tiêu thụ các loại nông sản nói chung, dưa vàng ở một số mô hình tại địa phương nói riêng vẫn còn khá bấp bênh. Thì thực ra thì đối với khó khăn trong cái sản xuất nông nghiệp bây giờ vẫn là cái đầu ra. Đấy, muốn là ổn định được cái đầu ra thì nhân dân mới sản xuất mới ổn định được. Chứ còn nếu như sản xuất như bây giờ thì cũng chủ yếu là dựa vào thị trường. Cái lúc thì được mùa thì mất giá, mà mất mùa thì mới được giá. Cho nên là cái sản xuất nó vẫn còn bấp bênh. Chúng tôi thì với cái định hướng tôi vẫn đang là tìm cái đầu ra và liên kết để tìm được cái đầu ra cho ổn định cho bà con sản xuất. Để phát triển sản xuất gắn với tăng thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Đài đang tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất các loại cây trồng khác. Trong đó, ngoài cây dưa vàng, thì xã cũng khuyến khích bà con tập trung trồng các loại cây có thế mạnh như các loại khoai, hành lá, rau màu. Những loại cây này cũng đang mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Gia đình anh Thùy là một trong những hộ dân đang trồng thanh long tại xã Ba Tràng, huyện An Lão, Hải Phòng. Đây là những gốc thanh long đang trong chu kỳ chăm sóc và chuẩn bị cho thu hoạch. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, gia đình anh đã quyết định trồng thanh long trên diện tích 1,5 mẫu Bắc Bộ, đầu tư hệ thống trụ bê tông, dàn thép để làm giá đỡ cho cây thanh long phát triển. Tới nay, việc canh tác thanh long của gia đình anh
đã được gần 20 năm. Tôi trồng thì chắc cũng phải được là gần 20 năm rồi. Ví dụ như nhà tôi hai vợ chồng với hai đứa con thì cộng trồng cỡ một mẫu bắc mà vừa làm vừa đủ. Còn rồi là về kinh tế thì là ổn định. Chứ thu nhập thì cũng thuộc dạng là cũng tương đối so với hai người đi làm công nhân. Trong tính ra trong một năm chia đều ra. Nếu mà về nói về thu thì nó phải là từ 5 tháng là cứ mỗi tháng một vụ. Cứ mỗi tháng mà được một vụ quả này mình thu. Nó phải 5 tháng sau. Thế nó xẻ đều ra cho nên là cái độ mà mất mùa thì nó ít lắm. Ở xã Bát Tràng, việc bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được thực hiện từ khoảng 10 đến 15 năm trước. Như gia đình ông Phương, để có được vườn thanh long với quả chín đồng đều và đã cho thu hoạch nhiều năm nay, thì ông cũng đã cùng với các con quyết tâm chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây thanh long. Hiện nay, gia đình ông đang canh tác khoảng 7 sào bắc bộ cây thanh long. Thu nhập từ loại cây này đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình ông. Chúng tôi trồng thì đến bây giờ là đã gần chục năm rồi. Thế mà diện tích nhà tôi là hai bố con là khoảng độ mẫu. Ấy như thế, còn thanh long thì nói chung là mẫu thì nếu mà cứ trồng tưới tắm tốt mà kinh doanh được thì là cũng gọi là trăm cũng được một sào khoảng độ vào 10 triệu hoặc cứng 10 triệu. Cái tiêu thụ thì ví dụ là nó mà vào cái ngày rằm thì là nó được giá, còn nếu ngoài ngày rằm thì nó cũng đuối giá đi mất một tí thôi, đại ý là như thế. Để có được vùng chuyên canh cây ăn quả như thanh long, vải thiều là những cây trồng chủ lực của địa phương, chính quyền xã Bát Tràng đã có nhiều năm thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp khi xây dựng nông thôn mới. Từ đó, chủ trương chuyển sang trồng cây thanh long, cây vải thiều đã bắt đầu làm cho đời sống kinh tế của bà con khấm khá lên. Với giá bán từ 15 đến 20 nghìn đồng như hiện nay, thì thu nhập mỗi hecta thanh long đạt khoảng 250 triệu đồng với chu kỳ 5 tháng trên một vụ. Các cán bộ kỹ thuật từ phòng nông nghiệp, hội nông dân hay các đoàn thể đã và đang cùng đồng hành với bà con nông dân để thực hiện các mô hình canh tác cây ăn quả hiệu quả. Các mô hình Việt Gáp đã xuất hiện nhiều hơn ở xã này. Thì hàng năm thì hội nông dân xã Bát Tràng đều cùng với hội nông dân huyện, cùng với phòng nông nghiệp huyện là mở các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật này, chăm sóc xử lý sâu bệnh cây trồng. Từ khi mà mở lớp ra thì bà con sử dụng hiệu quả đó. Thế là chuyển sang trồng cây thanh long. Thì trồng thanh long nó hiệu quả hơn là trồng các cái cây ăn quả khác. Thứ nhất là nó sẽ kéo dài được cái thời gian thu hoạch. Tức là từ tháng 4 cho đến tháng 10. Mà hiện nay là bà con lại thắp điện nữa. Để ra cái lỡ vụ là đến Tết âm lịch. Thế rất đảm bảo cho cái thu nhập. Cùng với phát triển hạ tầng nông thôn, khi xây dựng nông thôn mới, những xã, những huyện đang có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp là vùng đất thuần nông của thành phố Hải Phòng vẫn đang tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mong muốn lấy nông nghiệp làm cú hích để ổn định và nâng cao thu nhập cho người nông dân nói riêng, cho người sống ở khu vực nông thôn nói chung. Cùng với đó là gắn với chương trình OCOP để tạo thương hiệu và gia tăng giá trị cho nông sản do bà con sản xuất. Đây là hoạt động đang góp phần củng cố tiêu chí về thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh theo hướng là sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và bền vững. Thì riêng cái sản xuất cây ăn quả là mấy năm gần đây thì thành phố Hải Phòng cũng quan tâm quy vùng và định hướng phát triển rõ nét và đã hình thành được một số cái vùng rất là nổi bật như là vùng thanh long ở Bát Tràng, An Lão hoặc là vùng Na lên cây Thủy Nguyên hoặc là chuối ở Thủy Nguyên. Được biết, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng với sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư một cách mạnh mẽ của thành ủy và chính quyền thành phố. Tới nay, các mô hình sản xuất, cây trồng và thủy sản, chăn nuôi tập trung đã hình thành và phát triển. Việc định hướng lựa chọn đúng loại cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên
và thị trường của địa phương đã tạo nên sự thành công trong sản xuất của bà con nông dân.